Lục Tự Đại Minh Chú, phần 2. Lục Tự Đại Minh Chú là mật chú để giao tiếp và tương ứng với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cầu thần chú này đại diện cho quang minh, từ bi, năng lượng, công đức và pháp lực. Hôm nay tôi muốn được dạy quý vị học cách tụng niệm Lục Tự Đại Minh Chú. Quý vị có biết đọc 6 chữ của câu thần chú này không? Hãy đọc lên nào. Om Ma Ni Pe Me Hom. Ý nghĩa đích thực của Lục Tự Đại Minh Chú là để giao tiếp và tương ứng với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi chúng ta tụng niệm đúng cách, hiệu quả đạt được sẽ vô cùng mạnh mẽ. Vài hôm trước tôi thức dậy vào sáng sớm, thời tiết lúc đó lạnh nhất mấy ngày nay. Tôi bắt đầu tụng niệm thần chú nhằm xem tác dụng của nó như thế nào. Thực ra cũng không hoàn toàn vì muốn thử nghiệm mà thử nghiệm. Tôi chỉ nghĩ là sáng nay sẽ tụng niệm Lục Tự Đại Minh Chú. Hôm đó, trời rất lạnh nhưng tôi không mặc nhiều đồ. Sau khoảng 10 phút tụng niệm, tôi có cảm giác như quanh mình là một cái vòng năng lượng khổng lồ. Nó giống như một cái vòng lửa. Cái vòng tròn đó to như một cái nhà đang vây quanh tôi. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng đó rất mạnh. Sau đó, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cho dù tôi không mặc nhiều áo. Sức gia trì của câu thần chú này cực kỳ mạnh. Vì vậy, tụng niệm Lục Tự Đại Minh Chú là phương pháp nhanh nhất có thể cảm ứng với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây chính là ý nghĩa đích thực của câu thần chú này. Ngoài ra, nó còn đại diện cho quang minh, từ bi, năng lượng và công đức, thậm chí là pháp lực. Vì có những năng lượng như vậy, tự nhiên nó sẽ chống lại những thứ không tốt, ví dụ như bệnh tật, tà khí vân vân. Đây là một câu thần chú vô cùng tuyệt vời. Vì vậy, khi tụng niệm, chúng ta sẽ có những cảm ứng vô cùng mạnh mẽ. Cách tụng niệm của câu thần chú này thông thường là bằng âm vực thấp. Giống như âm trầm trong hệ thống âm thanh của dàn loa. Khi bật nhạc lên, mặt đất sẽ rung chuyển theo âm thanh đó. Năng lượng của sóng âm trầm là cực mạnh và nó có thể phát đi rất xa. Lợi ích đầu tiên và cũng là lợi ích lớn nhất của việc tụng niệm thần chú là nhanh chóng mang lại cho chúng ta sức khỏe, thanh tịnh, pháp lực. Và năng lượng của câu thần chú này
Tụng niệm thần chú cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho thế giới. Vì vậy, quý vị hãy tụng niệm bằng âm trầm của mình. Lát nữa chúng ta sẽ cảm nhận về nó khi tụng niệm thần chú bằng âm trầm. Sẽ khiến cho mọi tế bào trong cơ thể của chúng ta cùng nhau cộng hưởng, để cho từng tế bào của chúng ta được quang minh và tràn đầy năng lượng. Khi chúng ta tụng niệm bằng sự chân thành, thoải mái và cung kính, chúng ta chính là người đầu tiên được hưởng lợi ích. Sau đó là thế giới và tất cả những người xung quanh cũng được hưởng lợi ích. Tôi hy vọng rằng tâm trí của quý vị cần đạt đến trạng thái đó. Để khi tụng niệm, cơ thể của chúng ta cùng cộng hưởng với câu thần chú, để cho từng tế bào của chúng ta nhận được năng lượng, quang minh, pháp lực, vân vân. Hãy quán tưởng rằng, thông qua âm thanh trầm rung động của chúng ta, khiến cho câu thần chú này lan tỏa đến toàn thế giới, để cho thế giới trở nên quang minh và tốt đẹp, để cho tất cả mọi sinh mệnh đều được khỏe mạnh hạnh phúc, thậm chí là có thể lưu truyền đến khắp vũ trụ. Có những người nghĩ rằng điều này không liên quan tới họ, nên họ không muốn quán tưởng như vậy. Tôi mong quý vị hiểu rằng quán tưởng như vậy sẽ tốt hơn. Khi quý vị mang những gì tốt đẹp nhất tặng cho toàn thế giới, sẽ thấy mình phát ra lòng từ bi và phát ra trái tim vô lượng quang minh. Lúc đó, quý vị sẽ thấy mình trở nên có sức hấp dẫn và sức khỏe sẽ được hồi phục nhanh chóng. Từ trường của quý vị sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Những người yêu thế giới, họ có sức lôi cuốn vô cùng mạnh mẽ. Nhân duyên của họ trở nên tốt đẹp và từ trường trở nên rất mạnh. Khi chúng ta đối đãi tốt với thế giới, cũng đồng nghĩa là đang tốt với chính mình. Vì vậy, mọi người không nên kháng cự lại giáo pháp này. Cùng là học trò của tôi, tại sao có người được rất nhiều lợi ích nhưng có người lại hưởng rất ít? Vấn đề là sai ở đâu? Đó là sai ở lòng ích kỷ. Là học viên của Bồ Đề Thiền Tu thì phải học cách tuyệt đối không được vị kỷ. Hãy học cách từ bi, khoan dung. Bản thân được tốt đẹp thì cũng phải biết cầu cho thế giới và bạn bè đều được tốt đẹp. Quý vị cần có một tấm lòng từ bi và khoan dung như vậy mới được. Quý vị có thắc mắc gì cần hỏi không? Trước tiên, con rất vui mừng vì có sư phụ ở đây ? Cảm ơn Thầy rất nhiều vì Ngài đã đến đây. Trong lúc tụng niệm, con đã khóc. Con thấy vô cùng rung động và dấy lên lòng tôn kính. Con đã cố gắng không khóc để tiếp tục tụng niệm. Sau đó, con thấy cảm ứng của sự trang nghiêm trong mình đã biến mất. Điều này làm cho con bối rối. Vì vậy, con xin phép hỏi là con nên tiếp tục tụng niệm hay là tiếp tục khóc ? Việc này con có thể tự quyết định. Đây là một câu hỏi hay. Khi thật sự hiểu được cảnh giới này rồi, mọi người đều sẽ bị cảm động. Mỗi chúng ta đều nghĩ đến những điều ích kỷ, đều nghĩ rằng, cho tôi và cho tôi. Khi chúng ta tụng niệm câu thần chú này và cộng hưởng với Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta sẽ sinh ra lòng từ bi và sinh ra nguyện vọng từ bi giống như Ngài. Chúng ta thường sẽ bị cảm động như vậy. Đây là một trạng thái hết sức bình thường. Vậy thì phải lựa chọn là nên khóc hay là nên tiếp tục tụng niệm. Quý vị có thể vừa khóc vừa tụng niệm, đều được.
Cảm nhận được sự rung động trong trạng thái đó là điều quan trọng nhất. Sợ nhất là tê liệt và không có cảm giác gì, dù có nói gì, niệm gì cũng vô cảm, như vậy hiệu quả đạt được là không nhiều. Cho dù có ở đây tụng niệm một tiếng, nhưng lợi ích đạt được có thể là chỉ bằng một phút. Càng chân thành tụng niệm càng tốt. Như vậy mới có thể tương ứng với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhiều người vì nhiều lý do khác nhau mà chưa được hiểu về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi xin được giới thiệu một chút về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong tiếng Trung, danh hiệu của Ngài rất được chú trọng. Tên của Ngài là Quán Thế Âm. Quán nghĩa là mắt nhìn quan sát. Thế nghĩa là thế giới, là tất cả chúng sinh của thế giới. Âm trong tiếng Trung có nghĩa là âm thanh, là tiếng nói. Âm thanh này đại diện cho tiếng kêu cứu của Phổ La Đại chúng. Khi gặp khó khăn, bất lực, bế tắc mà không có ai có thể cứu giúp. Thâm tâm mọi người sẽ không ngừng kêu gào cầu cứu, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ đi tìm những tiếng kêu này. Ngài sẽ giúp đỡ chúng sinh đang kêu cứu. Vì vậy, danh của Ngài có một chữ là quán nhìn và một chữ là lắng nghe. Trong kinh văn có thuyết rằng, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát luôn tìm kiếm, cứu giúp những tiếng kêu khổ và những người gặp khổ nạn. Vì vậy, tên của Ngài có cách gọi khác nữa là cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài kiếm tìm tiếng kêu khổ kêu nạn rồi đến cứu giúp chúng sinh. Hình ảnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã rất quen thuộc trong đời sống của người Hoa. Hình tượng của Ngài đã trở thành một phần của tín ngưỡng tôn giáo. Tôi cho rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã vượt lên trên tín ngưỡng của tôn giáo. Khi chúng ta đối xử với tất cả mọi sự việc của thế gian bằng trái tim từ bi, mỗi khi quán nhìn và lắng nghe thế giới bằng trái tim từ bi, chúng ta sẽ trở nên có một tấm lòng vô cùng rộng lớn. Chúng ta sẽ biết yêu thương thế giới này, yêu thương tất cả chúng sinh và yêu thương tất cả những gì đang tồn tại. Với trái tim từ bi đó, chúng ta sẽ cầu chúc cho tất cả chúng sinh trên toàn thế giới. Đều có được hạnh phúc, khỏe mạnh, giàu có và đạt được mọi nhu cầu trong cuộc sống. Dần dần chúng ta sẽ thay đổi từ một người đáng ghét, trở thành người có nhân cách hoàn hảo. Từ một người lạnh lùng, tham lam, trở thành một người từ bi mềm mại và hết lòng yêu thương toàn thế giới. Sự thay đổi này là trái ngược với quá khứ. Chúng ta sẽ bị cảm động bởi sự thay đổi của bản thân. Đây chính là sự thay đổi của thế giới tinh thần trong chúng ta. Người bình thường thì chỉ biết yêu bản thân. Vì quá yêu bản thân nên đã gây ra quá nhiều tổn thương. Khi yêu thương thế giới thật nhiều, chúng ta mới tặng cho thế giới nhiều sự yêu thương hơn nữa.
Từ đó, sự ích kỷ của bản thân sẽ dần dần giảm đi. Con người từ bi bác ái của chúng ta mới trở nên vĩ đại. Giống như người mẹ từ bi sẽ không kiêu ngạo với con của mình. Họ sẽ không bao giờ nói rằng con mà khóc nữa là mẹ sẽ không cho con uống sữa để cho con chết đói. Có người mẹ nào như vậy không? Nếu có, nhất định là vì người mẹ đó bị bệnh nặng, đúng không? Ngay cả những loài động vật hung dữ như hổ và sư tử, chúng đều biết bú mớm và chăm sóc con của mình. Chúng ta học tập để có một tấm lòng từ bi. Từ bi sẽ biến một người ích kỷ trở thành một người biết hết lòng yêu thương. Và từ một người chỉ biết nhận lấy trở thành một người biết cống hiến. Sự thay đổi này là vô cùng to lớn. Tuy nhiên, chúng ta cũng không cho đi tất cả những gì mình có một cách mù quáng. Nếu cho đi tất cả, chúng ta sẽ không còn gì để sống. Tôi không bao giờ dạy một cách cực đoan như vậy. Trước tiên, cần phải có một ý niệm là biết cho đi. Bắt đầu biết nhận thức về điều này đã là một khởi đầu rất tuyệt vời rồi. Việc thứ nhất có thể cho đi là một nụ cười hoặc một lời khen. Đó đều là bố thí. Đây chính là một bước ngoặt của nhân cách hoặc là sự thăng hoa của tinh thần. Sau đó, quý vị bắt đầu biết bố thí cho người ăn xin bên đường 10 đô la. Từ việc này, khiến cho nhân cách của quý vị hoàn toàn thay đổi, lòng từ bi của quý vị sẽ tự nhiên trỗi dậy. Sau khi có sự thay đổi này rồi, sẽ khiến cho thân tâm linh của chúng ta trở nên khỏe mạnh. Như vậy, mọi thứ mới có thể đồng nhất. Khi chúng ta tụng niệm, hãy quán tưởng rằng có một luồng ánh sáng quang minh phát ra từ trong cơ thể. Nó phát ra từ phía dưới mông. Giống như trong cơ thể có một chiếc bóng đèn khổng lồ phát ra ánh sáng. Ánh sáng này lớn dần lên, rồi trở thành một luồng sáng rất lớn. Nó không phải là một tia sáng cụ thể, mà nó giống như một luồng ánh sáng dâng lên một cách chậm chậm. Toàn bộ cơ thể đều được chiếu sáng, không còn nơi nào có bóng đen. Sau đó, luồng ánh sáng này bắt đầu lan tỏa ra khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Cảm nhận thấy toàn thế giới đều được chiếu sáng. Luồng sáng này đại diện cho quang minh, tốt đẹp, thiện lành và hạnh phúc. Hãy quán tưởng rằng nhờ có sự quán tưởng từ bi của quý vị, khiến cho thế giới dần dần bừng sáng. Tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy thế giới trong đêm tối, đúng không? Hãy quán tưởng luồng sáng giống như mặt trời chói lọi đang chiếu tỏa, khiến cho một thế giới từ tăm tối trong chốc lát trở nên bừng sáng. Quý vị nhìn thấy mọi người đều trở nên hạnh phúc, hân hoan, sẽ rất có ý nghĩa nếu quý vị quán tưởng về sự mỹ miều của thế giới cực lạc đó. Đây là một pháp tu vô cùng đặc biệt. Trong sự quán tưởng hạnh phúc này, hãy khiến cho thế giới trở nên tốt đẹp. Như vậy, cảm nhận của chúng ta sẽ càng tốt đẹp hơn. Bất luận là quý vị có tín đức Quán Thế Âm Bồ Tát hay không, khi chúng ta đang tụng niệm, chỉ cần quán tưởng rằng quý vị quang minh và thế giới cũng quang minh. Như vậy, chúng ta sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Một khi cứ cân nhắc và nhất định phải quán tưởng về đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta sẽ bị chướng ngại. Cho dù có là Phật tử thực thụ cũng vậy. Nếu cứ cố chấp là ánh sáng của mình liên quan gì đến đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta không nên tranh cãi về điều này, chỉ cần quán tưởng như tôi đã dạy là đủ. Trong lúc quý vị tụng niệm cùng với bản ghi âm của tôi, nhưng nếu quý vị không muốn tụng niệm thì chỉ cần thư giãn và lắng nghe, miễn sao là quý vị vẫn đang ở trong trạng thái tụng niệm là được. Quý vị có thể tụng niệm bằng âm thanh lớn một chút, nhỏ một chút, hoặc cũng có thể nghỉ khi thấy mình đuối hơi, tất cả đều không sao.
Miễn sao tinh thần vẫn trong trạng thái từ bi đó, hiệu quả là như nhau. Chỉ cần quý vị cảm thấy đó là trạng thái của hạnh phúc. Sau đó, hãy điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái. Chúng tôi không yêu cầu khắt khe về tư thế ngồi. Theo kinh nghiệm của tôi được biết, không có giáo pháp nào dạy tụng niệm và tu trì trong tư thế nằm. Tôi đã thấy một số người rất lười biếng. Dù không có bệnh nhưng ở nhà, họ thường luyện công ở tư thế nằm. Cuối cùng, họ tỉnh dậy trong chăn và đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Họ hỏi tôi rằng tu tập như vậy lợi ích đạt được là bao nhiêu? Tôi nói tu tập như vậy cũng có lợi ích nhưng có thể chỉ là 1%. Tại sao? Vì họ chỉ niệm được 5 phút là lăn ra ngủ và tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Câu thần chú đó đã trở thành bài hát ru cho họ chìm vào giấc ngủ. Lợi ích đạt được nhiều nhất là khi quý vị ngồi xếp bằng cùng một pháp tu, nhưng khi tu tập ở tư thế ngồi, lợi ích đạt được sẽ gấp 10.000 lần so với tư thế nằm. Hiệu quả đạt được khác biệt rất lớn. Thời gian tu tập là như nhau. Nhưng tu tập trong tư thế ngồi, hiệu quả đạt được sẽ rất lớn. Tôi thấy tư thế ngồi thiền của Đức Phật giống như một tòa kim tự tháp. Vì vậy, khi tạc tượng Phật mà lấy thước đo, sẽ thấy nó giống như một tam giác đều. Khi duy trì ở trạng thái này, sức cảm ứng với thế giới mới là mạnh nhất. Bây giờ chúng ta đừng quỳ mà hãy ngồi xếp bằng. Tôi không quá khắt khe về tư thế ngồi. Quý vị có thể dùng đệm phẳng hoặc đệm hơi xéo cao một chút ở phía sau đều được. Khi tu tập ở nhà, chỉ cần quý vị không bị ngửa người về phía sau là được. Bây giờ tư thế ngồi cơ bản của chúng ta là phải buông lỏng. Toàn thân duy trì trong trạng thái buông lỏng, tự tại và thanh tịnh. Tốt nhất là phải thể hiện lòng cung kính. Chúng ta nên cung kính ai? Cung kính Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Và cung kính Sư Phụ, người truyền Pháp cho chúng ta. Cần phải có một tấm lòng cung kính. Bất luận là quý vị đến từ bất kỳ quốc gia có nhân quyền như thế nào, hoặc đến từ nước Mỹ thì mọi người đều giống nhau. Nếu không biết tôn kính, quý vị sẽ không đạt được nhiều lợi ích và cơ thể sẽ cứng nhắc. Khi người ta thực sự thể hiện lòng cung kính, cơ thể sẽ đi sâu vào trạng thái buông lỏng và thông suốt. Được rồi, bây giờ đã thanh tịnh và cung kính rồi, hãy chắp hai tay trước ngực. Kính cảm tạ Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát đã cho con cơ duyên được học tập Pháp tu Lục Tự Đại Minh Chú quý báu này. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
Om.